Dạ con kính chào sư, xin sư hoan hỷ giải đáp giúp con về vấn đề Sima. Con nghe vấn đề này rất nhiều nhưng không hiểu, con xem Google và YouTube luôn cũng không thấy bài nào nói kỹ về Sima. Sư cho con hỏi một vùng có kết giới Sima và không có Sima khác nhau những gì? Cái Sima đó, hay là nói một cách nó dễ hiểu là cái ranh, cái lằn ranh giống như cái hàng rào vậy đó, cái lằn ranh để chư tăng có thể hành tăng sự ở bên trong. Nhớ nha, Sima là lằn ranh, là phạm vi mà chư tăng có thể hành tăng sự ở bên trong. Cho nên cái độ rộng của Sima đó là nó nhiều lắm. Sư nhớ coi, Sima mà rộng nhất á, hình như là một do tuần á, một do tuần hay là bốn do tuần thì phải đó, thì vẫn nằm trong phạm vi Sima. Tức là nếu như mà chư tăng ở đó mà các vị đó mà chơi lớn á, tức là thì có thể là làm một cái Sima là bao quát cả một cái thành phố luôn, thì chư tăng sống trong cái thành phố đó thì được tính là sống trong Sima. Tức là cái phạm vi của một Sima đó là do chư tăng quyết định, cái ranh giới cũng là do chư tăng quyết định, đương nhiên nó phải phù hợp theo luật. Và mục đích của Sima là để xác định phạm vi mà cái tăng sự đó thực hiện, chỉ đơn giản như vậy. Và cái do cái luật á, là nơi nào không xác định phạm vi thì tăng sự đó coi như không thành tựu, hoặc là cái phạm vi đó xác định có sai lầm thì cái tăng sự đó cũng không có thành tựu. Sư lấy ví dụ như mình nói là bây giờ tôi ký cái hợp đồng mua bán này ở cái xứ Congo, sư ví dụ nha, tôi ký hợp đồng mua bán ở xứ Congo thì nó xác định là cái hợp đồng đó ở xứ Congo. Còn khi mà tôi nói là bây giờ tôi ký hợp đồng ở xứ Congo, nhưng mà ngay tại thời điểm tôi ký, cái xứ Congo đó nó giải thể rồi. Tức là ngay thời điểm tôi ký hợp đồng á, cái xứ Congo nó giải thể rồi, thì cái hợp đồng đó nó không có giá trị. Hợp đồng chỉ có giá trị khi vào thời điểm đó cái xứ Congo đó nó có tồn tại. Sau đó nó còn tồn tại hay không không quan trọng nữa, nhưng trong thời điểm đó nó phải có tồn tại. Hoặc là sư lấy ví dụ đi, mình có cái hiệp định Geneva ở Thụy Sĩ đó, thì khi thời điểm ký đó là Thụy Sĩ còn tồn tại, có tồn tại, thì giả sử ký xong rồi Thụy Sĩ nó có còn tồn tại hay không không quan trọng nữa, nhưng mà chỉ cần thời điểm ký Thụy Sĩ có tồn tại là cái hiệp định đó nó có giá trị. Còn nếu như thời điểm mình ký, mình nói là mình ký với Thụy Sĩ mà thời điểm đó Thụy Sĩ nó mất tiêu rồi, nó không có, thì cái hiệp định đó nó không có giá trị. Tương tự như vậy, chư tăng xác định Sima là để xác định vị trí để làm tăng sự, và nếu với điều kiện là khi tăng sự đang được tiến hành, Sima đó nó vẫn còn tồn tại chứ nó không được không tồn tại. Nếu khi tăng sự tiến hành mà Sima nó không tồn tại thì tăng sự đó không có giá trị, đơn giản như vậy.